thành phố Vũng Tàu. Đồng thời thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các nghị quyết của kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5. Việc phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nắm bắt thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố. Trong đó, về phát triển kinh tế, đặc biệt quan tâm thực hiện tốt việc khai thác các tiềm năng, lợi thế vốn có của thành phố, nhất là phát triển về du lịch, phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tập trung giải quyết các khiếu nại tố cáo, tăng cường công tác đầu tư xây dựng cơ bản gắn với việc chỉnh trang đô thị, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, làm tiền đề cho bước phát triển mới cho những năm tiếp theo. Về xã hội, tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe của nhân dân và bảo vệ vệ sinh môi trường, đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Vũng Tàu, tôi xin trân trọng gửi đến các bậc lão thành cách mạng, quý bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và toàn thể cán bộ, chiến sĩ, toàn thể nhân dân thành phố Vũng Tàu, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn thành phố, các cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn, bạn bè người nước ngoài đang học tập, sinh sống và làm việc tại địa phương và bà con quê hương Vũng Tàu đang sống và làm việc ở nước ngoài. Bước sang năm mới, mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới. Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người sức khỏe và nhiều niềm vui. Xuân bính thân, phát tài, phát lộc. Chúc mừng năm mới, đầy may mắn và thắng lợi. Happy New Year! Happy New Year!